Công nhận mất cái giải khống chế là chị chấm mất hổ báo liền. Đọc cái bình luận bạn này quá đúng luôn. Trước chơi game ngầu bao nhiêu thì giờ còn lại một nửa. Nhưng vì kênh này làm về lối chơi Natalia đếch sợ bố con thằng nào, nên dù có giảm sức mạnh hay không thì mỗi khi cầm Natalia đều phải ngầu nhé. Trận này mình chia sẻ lối lên đồ mới cho mấy bạn thích hồi chiêu nhanh. Đó là đầu game lên soạn cái nhẫn này trước để có 10% hồi chiêu. Tiếp theo dọn lính xong qua thẳng rừng tim bạn cướp nhé. Cứ phải lì đòn, đi một mình thôi. Chơi game ngáo ngáo khi này họ tưởng mình điên nên họ sợ hơn. Đấy rừng bạn sợ quá chừng chị trước luôn. Có bùa xanh thì cả bầy vào đây cũng đánh hết. Ăn tiếp con quái nhỏ rồi về. Tiếp theo mọi người lên giải hồi chiêu nhé. Rồi lại về ăn lính. Ăn xong đi ngang nhiên qua rừng bạn như vậy, càng ngu như vậy họ mới ngán. Chọc ba con bò này dí, rồi đánh thôi. Vì mình có bùa xanh đủ 35% hồi chiêu nên không phải sợ. Di chuyển từ một hướng rồi xả chiêu thức. Đấy, vào thằng nào là chết thằng đó. Do mình là con tướng rất mạnh đầu game, nên cứ ép team bạn giao tranh. Team bạn càng hăng say thì càng dính bẫy. Tiếp theo nâng cái nhẫn lúc nãy thành găng bạch kim để mình mua tiếp cái nhẫn đỏ, nó sẽ không bị trùng nội tại nhé. Chứ nếu mình mua hai cái nhẫn đỏ ấy thì nó chỉ cộng một cái thôi. Tổng ba món này với bộ ngọc có 5% là đủ full hồi chiêu rồi. Lên đồ như này thì mấy bạn đất lao đa số biết. Vì chưa lên phép nên sát thương hơi yếu, nhưng bù lại chiêu một được hồi liên tục. Nên muốn tăng sát thương thì mọi người phải cố gắng tung trúng chiêu 2. Trận này mình dùng ngọc xanh 10 viên xuyên giáp phép tốc đánh nên không có ngọc hồi chiêu. Lên như này chỉ được 35% thôi nhưng cũng đủ chơi rồi. Vì tí nữa vẫn còn nhiều món khác. Khoảng lỡ chút nữa rừng cho bùa xanh cũng dư rồi. Vì trận này là rừng booster không cần mana. Chứ rừng mana rót hay ngộ không thì chờ hết game họ cũng không cho đâu. Chỉ lén ăn trộm thôi. Nhìn thấy cái gì ăn được cứ ăn, chứ ngồi chờ đợi mất thời gian. Vì OLED bị mình chọt 3 phát hết máu, nên mình vòng xuống bụi tìm ngay. Né chiêu cũng hay đó, mà phí cái tốc biến. Dừng cho mình bùa xanh thì tặng lại bùa đỏ tim bạn, quá là tốt bụng luôn. Team bạn nhiều đấu sĩ nên mình lên mặt nạ Pezit. Lại anh sở cu, đã yếu còn thích gây sự.
né cho lắm lại vô hòm nằm. Định đấm xong chạy tiếp hả bạn ơi? Thấy yếu quá nên lên phép cho mạnh hơn tí. Mấy bạn thấy chưa, chơi Natalia gây sức ép liên tục lên team bạn để lấy lợi thế ngay từ đầu game, kèm chiếm luôn nguồn tài nguyên rừng, lấy tấn công làm phòng thủ rất hợp cho lối chơi Natalia. Thay vì cứ ngồi trong trụ chờ họ phá hết trụ này đến trụ kia thì ta nên ép họ trước để họ khỏi ép mình, mà Natalia muốn ép phải ép sớm đầu trận luôn, chứ mà muộn không ép được đâu. Quay dô dặn nhỉ hả em? Xanh thế này đánh trả hao máu. Vào đi rồi chết cùng nhau. Mọi người thấy lối chơi này như nào thì để lại một bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ mình. Mình có hai kênh YouTube là Trâm Anh 5 phút và Trâm Anh Nata. Mọi người có thời gian thì cho mình xin một lượt đăng ký với nhé. Cảm ơn ạ.